Thưa quý vị, sáng nay 2 tháng 5, Ban Liên lạc Cựu chiến binh tình báo Quốc phòng thành phố Cần Thơ tổ chức họp mặt truyền thống chào mừng kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước và 70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ. Dự họp mặt có Đại tá Chiêm Thống Nhất, Phó Tư lệnh Tham mưu trưởng Quân khu 9, đồng chí Nguyễn Văn Hiếu, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ, đồng chí Trần Việt Trường, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ. Tại buổi họp mặt, các đại biểu cùng nhau ôn lại truyền thống ngành tình báo quốc phòng Việt Nam, trong đó có sự đóng góp hy sinh thầm lặng của lực lượng tình báo quốc phòng thành phố Cần Thơ vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Đặc biệt là những chiến công của ngành tình báo góp sức vào thành công chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ và chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. Ban Liên lạc Cựu chiến binh tình báo quốc phòng thành phố Cần Thơ được thành lập vào ngày 22 tháng 5 năm 2011, hiện có trên 100 thành viên. Thời gian qua, Ban Liên lạc phối hợp chặt chẽ với các ban ngành đoàn thể thực hiện tốt công tác chính sách, duy trì hiệu quả các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, cung cấp thông tin quy tập 3 hài cốt liệt sĩ, ngành tình báo, vận động xây tặng 9 căn nhà tình nghĩa, nhà đồng đội cho cựu chiến binh hoàn cảnh khó khăn. Dịp này, Ban Liên lạc Cựu chiến binh tình báo quốc phòng thành phố Cần Thơ trao đổi thống nhất kế hoạch kết nghĩa với Ban Liên lạc truyền thống phòng quân báo miền, quân khu 7.